chào mừng mọi người đã trở lại với Vlog Quyền. Thì hôm nay Yến định sẽ quay một cái vlog là Yến chụp hình tại nhà. Nhưng mà tại vì kiểu như là không có ai giúp mình quay cái này á, nên là thôi có gì hẹn bữa khác ha. Thì Yến mới make up và chụp ảnh xong tại nhà, nên bây giờ Yến sẽ quay một cái vlog. Yến nghĩ là hôm nay Yến sẽ làm bánh, làm những cái loại bánh mà kiểu là những cái bạn mà rất là không biết gì về làm bánh á sẽ làm được, hoặc là những bạn không có lò nướng làm được, và nó sẽ rất là nhanh thôi. Let's go. Thì cái món này á, hôm qua Yến có lướt trên YouTube á, thì Yến có thấy được, nên là tự nhiên hôm nay có hứng làm thôi. Chẳng còn nhiều hết á, chỉ có là đường nè, một chút phô mai, hoặc là bánh sandwich là ok rồi. Có hình như là Shopee giao hàng á mọi người, đợi xui xíu nha, đi cút. Gói hàng mà mình order mấy bữa trước đã về rồi đây mọi người. Mình mua rất là nhiều đồ sale và mỹ phẩm luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Hello, Yến vừa đi thay một cái áo á, tại vì hồi nãy Yến mặc áo 2 giây nên hơi ngại. Lúc mà vì dịch đó nên là Yến có mua một cái hâu đồ ở Sammy Shop. Đây nè mọi người, để tôi cho mọi người xem cái web. Nè, sẽ gắn cái hình ở bên đây cho mọi người xem. Đó, Yến mua rất là nhiều đồ ở đây luôn á. Yến mua skin 1004 nè, Yến mua một đống đồ luôn. Tại vì á, Yến mua chúng cái mùa sale Super Brand Day từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6, nên là rất là nhiều ưu đãi luôn. Chỉ có nhiều cái sale 50%, còn mua 1 tặng 1 nữa, rất là nhiều luôn. Nên là rất là thương thương. Mua rất là nhiều đồ make up và skin care luôn nha mọi người. Tôi sẽ unboxing cho mọi người xem nha. Giờ tôi sẽ lấy một cái kéo để coi trong đây có gì. Chào mọi người. Trong đây Yến đã đặt một cái xịt khoáng nè. Tại vì dạo này da bị khô do ở nhà nhiều quá, cái xong kiểu lười dưỡng da. Rồi Yến mua, nó gói đúng kỹ luôn mọi người. Yến mua một cái chai sữa rửa mặt. Cái này là tẩy tế bào chết. Nani. Nhà ở Sammy Shop bán rất là nhiều đồ luôn, nhiều đồ, rất là nhiều hãng mỹ phẩm khác nhau, rồi hãng skincare khác nhau nữa. Yến rất mong chờ đó chính là cocoon và thạch. Cái này gọi là thạch hoa hồng dưỡng ẩm á. Mỗi lần mà Yến tắm xong hay là Yến rửa mặt xong thì Yến sẽ bôi thạch hoa hồng này lên. Cái hãng cocoon này các bạn biết rồi đó, nó đang rất là hot ở thị trường hiện nay luôn á. Mua gel bí đao rửa mặt. Cái này là kem chống nắng, nó không bị bí bách da. Nếu các bạn ra ngoài thì xài những cái loại kem chống nắng nó mạnh hơn, còn ở lúc ở nhà thì cái này nó rất là mỏng nhẹ. Thích nhất là các của Skin 1004 mọi người. Đây, serum dưỡng ẩm của Skin 1004 của Centella. Da mình siêu mướt luôn mọi người. Trời, là mua 1 tặng 1, thấy tuyệt vời mọi người. Tôi sẽ lấy link cho mọi người mua chung với tôi. Oh my god. Tự nhiên tôi nhận được nhiều đồ skincare mà tôi mua được sale á, nên là phấn khởi quá mọi người. Nhưng mà bây giờ cái việc đầu tiên đó chính là tôi phải đi tẩy trang đó. Các bạn mà để tẩy trang của các bạn ở trên mặt lâu á, thì kiểu như là sẽ làm da của các bạn bị xấu đi đó, và có thể da bị nổi mụn vì bị bí nữa đó. Nani? Nani? Mình đi tẩy trang thôi, mình đi làm bánh với mọi người nha. 30 phút sau. Hello mọi người, bây giờ tôi đã ở dưới bếp rồi. Thì á, cái món này của tôi chỉ cần rất là đơn giản thôi, là 2-3 lát sandwich, rồi một miếng bơ từ ngang. Rồi người ta ở trong clip Yến thấy người ta làm, người ta sẽ làm bơ kiểu bơ làm bánh á, nó vuông vuông. Nhưng mà tại vì Yến không có nên sẽ lấy bơ thực vật làm thử. Wait a minute. Một chút đường và một chút sữa tươi. Ok, bây giờ mình sẽ làm nha. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cắt những cái lát sandwich này ra những cái miếng rất là vụn, miếng nhỏ. Cái sandwich này nó hơi mềm một chút. Nè, mình sẽ cắt ra thành những cái khối hộp nhỏ. Nhìn nó thơm quá mọi người.
người sẽ cắt nó ra thành những cái khối hộp vuông như vậy. Cái này chỉ là mới là hai lát thôi á, hai lát sandwich thôi, nhưng mà mình đã cắt ra rất là nhiều rồi nên là mình không thể làm ba lát được. Đây, bây giờ mình sẽ đi áp gạo cái này lên nha để cho nó có thể giòn hơn á. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ mở cái bếp này lên, cái chảo nó nóng lên và bỏ cái này vô. Tôi cứ đảo đến khi nào mà mọi người cảm giác nó cứng cứng á, có mà mọi người phải đảo đều nha, giống như tôi này, một vài cái nó bị đen bị cháy rồi nè mọi người, nên mọi người phải đảo đều để nó có thể đều, nó có thể giòn hai bên á. À, mà tôi làm nó bị cháy vài cái rồi á. This is not okay. This needs to stop now. Tiếp theo là như YouTube mà tôi đã coi thì tôi sẽ bật bếp lên và tôi sẽ bỏ vào 3 muỗng đường. Hình như 3 muỗng đường của ảnh thì sẽ to hơn của tôi nên tôi sẽ múc thêm. Nó như vậy, nó sẽ như vậy và tôi sẽ trộn, sẽ nấu cho nó chảy ra. Cái này người ta thường gọi là thắng đường mọi người, nên tôi sẽ làm cho nó chảy ra. Bây giờ nó đang bắt đầu chảy ra nè mọi người. Nó bắt đầu chảy ra nè mọi người. Mà tôi thấy nó có bị ít quá không? Vào. Không có mọi người ơi. Mình sợ quá. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này vào. Nhưng mọi người nhìn kỹ nè. Nó sẽ như vậy nè. Oh my god, tôi không biết là nó có giống như trên video không nữa. Đang làm bắp rang bơ vậy á. Mùi thơm y chang mà luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy một cái vài cái khăn giấy. Không biết mấy bạn nhìn nó như thế nào nhưng mà kiểu tôi ăn thì tôi vẫn cảm giác nó khá là ngon, nhưng mà nó khác với ở trên hình một chút là cái anh đó anh làm cái sandwich này nó cứng. Nó cứng từ đầu á, còn cái sandwich này tôi mua nó khá là mềm nên là nó cứ ẻo lẻ sao mọi người, nên bây giờ tôi sẽ múc ra. Bây giờ thì tôi đang múc từng cái bánh ra bên đây, rồi xong tôi sẽ tản nó ra cho nó khô bớt. Hiện tại thì nó sẽ có một vài cái nó cứng, còn một vài cái nó sẽ rất là mềm. Cái món này cũng lạ thiệt các mọi người, nhưng mà mọi người làm cẩn thận thôi, bỏng tay giống tôi. Tại lúc mà bỏ phô mai vô á, bỏ phô mai và bỏ sữa vô á, nó sẽ bị bắn, là mấy bạn sẽ cẩn thận nha. Bạn nào mà làm cái món này giống như tôi thì hãy comment ở dưới cho tôi biết. Cái món này ăn chơi cũng khá là thú vị cho mọi người. Nice. Ê mọi người, mọi người có thấy nó, em không biết cái món này có thành công hay không, nhưng mà ngay từ bước đầu tiên là tôi đã thất bại. Không có duyên làm bánh mọi người. Đây là có vài cái nó cứng lại, nó sẽ như thế này nè. Nó sẽ như thế này. Nó giống như snack vậy. Snack mà phủ của bánh bắp rambo. Ngon rồi. Tôi thấy rất là ngon. Tôi biết rồi, mọi người hãy để nó một lúc thì nó sẽ cứng lại á. Mọi người làm thử món này cho tôi nha. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nha.